giờ chị bỏ cái nấm vô, bỏ nấm rơm vô. Thiếu đồ nhiều quá, hôm nay Nhi phải mua thêm một số đồ để có mà dùng anh chị các bạn. Hôm nay Nhi có đi chợ, Nhi mua được một ít bún này để chút nữa hai mẹ con ăn động thái nha. Bún chả cá viên với để một ít nấm, rồi một ít nấm rơm tức mình làm, rau thơm với sả mang lấy cái tô để mình là nấu món lẩu thái, với lại một nải bua chuối để cúng ba chuối Đà Lạt anh chị các bạn, chuối ba sa, rau rơ, rau răm với hành ngò, một miếng thơm, ăn lẩu thái. Và Nhi mua này, Nhi mua cái cây cải xanh để nhúng lẩu thái ha, cà chua, rồi một ít tôm với mực. Đây, tôm với mực thì Nhi mua một ít, với lại chả cá vô mình ăn đồ vừa. Thì bây giờ Nhi mời mọi người theo dõi mình ngâm muối rồi, bây giờ mình rửa. Nãy ngâm muối rồi, mình rửa sạch lại. Đúng rồi, thì mình lấy cái thứ thơm ra, mình lấy cái mắt thơm ra để mình nấu cho nó ngon. Được, mình lấy bây giờ mình làm cái mực á, mình lấy cái túi mực của nó ra. Đây này, nó có cái két này, đây cái túi mực của nó nè, cả nhà thấy. Rồi lấy cái răng của nó ra luôn, mình lấy cái răng răng của nó dưới cái râu á. Răng của nó dưới cái râu á, còn mình xẻ cái bụng để mình lấy cái bịch cát của nó này. Đây cái bịch cát này ha, cái túi mực này ha. Đó, túi mực này nó phun mực ra. Nó phun mực ra nữa này, như cái răng của nó này, cũng vậy luôn. Hôm nay Như kính chào cô chú anh chị và các bạn, chúc cho cô chú anh chị các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều bình an. Bắp xin chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ thì hôm nay mọi người Nhi có đi chợ, Nhi mua được ít nấm rơm. Đây mũi nấm rơm này Nhi ngâm muối nãy giờ Nhi chế biến rồi, và nấm kim chi. Thì hôm nay hai mẹ con Nhi bữa trưa hôm nay thèm lẩu thái anh chị các bạn, cho nên là Nhi đã chuẩn bị nguyên liệu, và nãy giờ Nhi làm xong hết rồi. Thì bây giờ Nhi mời hai mẹ con, Nhi mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn trưa với hai mẹ con Nhi nha. Thì gia vị để nấu lẩu thái thì trong này Nhi nêm hết gia vị rồi: đường, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi với sả cho nó thơm, với me. Đó. Bây giờ mời cô chú anh chị các bạn ăn cùng hai mẹ con ha. Nước lẩu đã sôi rồi anh chị các bạn. Rồi. Bây giờ thì nước lẩu sôi rồi, Nhi cho cái gia vị. Mình chán cái dĩa luôn. Cái đường này là Nhi nấu cái đường mía cho nên nó vàng á, nó dính vô cái dĩa anh chị các bạn. Bắp con lấy cái Rang nhem mình đổ bấy nhiêu, mình ăn như mình đổ gì. Một cái lẩu quá hớp luôn. Họ bác ơi nhìn vậy mà quá trời luôn con ơi. Rồi. Ok, bây giờ mình bẻ cái dĩa đó để giờ đi cho nó gọn. Bây giờ lẩu đã chín rồi. Hai mẹ con Nhi kính mời cô chú anh chị và các bạn dùng lẩu thái với hai mẹ con của Nhi nha. Kia thì người ta nói nó sẽ trầy cái men á, nên mua luôn cái bát gỗ xài. Ăn ở trên này nó hơi ui, nó đầy quá. Đây tôm con vừa ăn luôn ha, để bỏ gia vị một lần vừa ăn luôn. Nó sôi quá rồi các bạn ơi. Mày bỏ thêm chả cá vô. Rồi chả cá viên đó. Chấm với ớt ngon lắm. Nó tròn quá nên khó gắp. Nó trơn quá.
rau lại. Xô quá trời xô luôn. Bố mình đầu tư thêm cái găng tay để ăn. Ừ, đầu tư. Đâu găng tay có kìa, nhưng mà tại vì mình đâu có chuyên ăn hải sản đâu. Bữa nào mà ăn cái mâm hải sản không á thì mình ăn găng tay, ví dụ như ăn tôm, mực, cua không á thì mình ăn găng tay. Không biết là luộc tôm á. Ừ. Hồi nãy mình luộc hết rồi mà tại chắc còn sót á. Đây miếng mực nè. Con có này hả? Này mẹ chấm cho mày. Rồi miếng mực ngon. Xô quá. Cái lẩu này tiện ghê. Lắm ha. Không có nóng nha. Ha, không có sợ phỏng tay. Nhà ấm thôi. Nó ấm ấm thôi. Nhà ấm chứ không có nóng, cũng không sợ mấy đứa trẻ đụng vô ha. Nóng quá. Nước của con. Cái salad rau củ quả trộn. Nấm rơm. Nó dai, mày trộn qua nước sôi rồi nó ra hết cái men đen đen á. Mình ăn nó an toàn mà nó dai nữa. Trộn qua nước sôi mình ăn nó dai lắm chị các bạn. Nó dai hơn mình nấu trực tiếp. Với lại là mình trộn thì cái nó ra bớt cái men á. Nước nó vàng khè, nó đen thui. Trời ơi, cái nồi lẩu này nhìn vậy mà cũng nhiều quá ha. Đổ đi cái chén mẹ nắm. Tôm này đó. Có ăn nắm không? Không hả? Nó chua vừa luôn. Hồi nóng nên bỏ tôm rồi cho nó đỡ nóng. Đúng rồi. Nó chua vừa và nó vừa ăn luôn chị các bạn, ngon lắm. Mà nó ngọt. Bắp khen ngon là được à. Ngon. Đỡ là để đỡ nóng. Nó chua vừa luôn. Ngon lắm. Mà nó ngọt.
chưa có ăn rau luôn á, nguyên cái rổ rau còn nguyên luôn á mọi người. Gọi vài cọng giống. Ừ được rồi. Em này. Ừ. Xong. Ừ. Con bỏ bên góc này đi. Bên này nè, đó cái bên này là chín rồi nè. Cái nó thơm, cái xả nó thơm dễ sợ. Lạnh, mưa, mưa nhiều, cho nên mình ăn cái lẩu á thái ngon chị bà, cô nó dăng quá trời. Cái này cũng tiện nè, mang đi đâu cũng được. Mình xài pin mà, ô, xài điện, à. Chỉ xài được ở nhà thôi. Mang ra ngoài, nếu mà mang ra ngoài đường thì không được, nhưng mà vô chỗ khác thì. Nói mình mua cái nồi lẩu á, Là xài bằng pin, kiểu thích cái xài bằng pin mà xài tự động luôn á. Là mình ra trời ngoài trời mình đi được đúng không? Đúng rồi, kiểu như là sạc mà bào ra rồi. Con nuốt xong rồi hãy nói ha. Thích cái nồi lẩu mà nó sạc á, sạc tự động mà sạc kiểu có ánh nắng mặt trời á. Ừ. Đúng không? Nhìn nó tiện. Món này nó tốt lắm. Ủa nhà sao mỗi lần con ăn nó chảy nước mũi vậy? Chắc nóng quá chứ. Thì mọi người ơi, cái video của hai mẹ con á đến đây cũng dài rồi đó, thì hai mẹ con xin kết thúc nha. Hai mẹ con cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành đăng ký kênh cùng với hai mẹ con. Hai mẹ con cảm ơn mọi người rất nhiều, và người nhiều hạnh phúc và bình an. Bye.